22 quả. Đấy cho xem. Mà mua người kia 10.000 quả đó mà. Được chơi thì mình cứ chơi. Anh cũng cười. Cái dứa này mới là dứa chính vừa ngon anh này. Vì có lại quả to đùng kia nó lai ấy. Nó cũng thơm. Xong cái dứa này thì không phải ăn thử. Tại vì cái dứa bé này nó thơm lắm ấy. Bé này rất là dứa chuẩn. Morning.
đây, cái đường này đường đẹp này. Thật vời. Anh chị ơi cho hỏi nhờ đường đi Thác Voi là rẽ bên nào? Thác Voi ạ. Vâng, Thác Voi ở Thanh Hóa. Rẽ trái. Rẽ trái không? Vâng, cảm ơn nhá. Vâng, cảm ơn chị. Đây là Tam Điệp, nó ra Thanh Hóa anh nhỉ? À, đây là hết Tam Điệp. Tam Điệp này sang Thanh Hóa, đường đẹp. À. Đường đẹp, nếu mình đi ra mình lại vào vòng bên mình này ạ. Đúng không? Ừ. Vòng vòng ra bên mình. Nếu mình muốn đi đường đẹp.